Đại Nghĩa xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chuyện Nóng Cùng Sao. Và ngày hôm nay không biết lý do gì mà khách mời lại đi trễ nữa, không biết sao kỳ cục vậy luôn á. Làm như cái em tới anh Nghĩa ơi. Ủa dạ. Em tới. Chào em. Dạ thưa quý vị, khách mời của chúng ta đã tới rồi đây. Vinh Râu, một gương mặt diễn viên hài trẻ rất là quen thuộc hiện nay. Chào em. Anh Nghĩa xin lỗi chương trình, anh Nghĩa là thông cảm tại vì em bị kẹt xe. Đúng rồi, kẹt xe. Đúng rồi, kẹt xe. Biết mà em, trời ơi, cái lý do đó là trăm diễn viên như một rồi đó. Tới trễ cũng kẹt xe. Không phải lần này thiệt. Lần này là kẹt xe là em bị oan á. Ủa kẹt xe mắc gì bị oan? Em bị oan á, là em chạy gần tới rồi. Em đứng ở ngay đầu đường luôn. Rồi sao? Tự nhiên xảy ra vụ tai nạn rồi người ta cãi lộn đông bu vô coi cái rồi xong em đứng ngoài luôn. Ủa rồi em đứng vô em coi luôn hả? Không, em vô không được. Tức là người ta đứng bu đen bu đỏ rồi cản đường em không vô được đó đúng không? Em phải vô em giải quề cho người ta nữa. Ủa mà lý do tại sao mà gây lộn vậy? Bên này chạy ẩu rồi bên kia cũng không nhường đèn đỏ nữa. Bên kia nhích thêm xíu mọi người nhường nhau dây chết ai mà tự nhiên ai cũng tranh thủ chạy đụng xong rồi cãi em vô em giảng quà. Cái xong cái bà con thấy em Vinh Râu cái bu vô luôn. Cái càng ngày càng đông em đi không được luôn. Trời ơi thì ra là như vậy. Nhưng mà vừa rồi em có nói rằng cái vụ tai nạn đó là do lỗi của cả hai luôn đúng không? Lỗi là mỗi người vượt đèn đỏ mỗi người nhích chút dạ. Rồi dẫn đến da quẹt. Dạ. Cái chuyện này thì em thấy nó thường xuyên lắm em ơi. Dạ. Không phải chỉ riêng ở cái khúc gần phim trường của chúng ta không đâu, mà hầu như mình đi ở chỗ nào, những cái ngã tư mình cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những cái hình ảnh đó. Cái chuyện mà người này người kia lớn một chút, đèn đỏ vẫn còn, đèn xanh chưa có hiện lên, mà ráng tranh thủ được vài giây, nhích lên về sớm được vài giây với vợ với con vậy không biết nữa. Không biết đây chi. Thì đó, mà chính vì cái chuyện mà vượt đèn đỏ mặc dù chỉ còn vài giây cuối cùng thôi, đôi khi nó cũng dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng. Mà cái chuyện mà Vinh Râu vừa chứng kiến chỉ là một trong vô vàn những cái trường hợp xảy ra hàng ngày trên đường phố của chúng ta.